là bây giờ là thầy tổ là ở đây. Yeah. Thầy tổ là phần linh ấy, là yeah. chứng minh cho ở đây. Yeah. Còn tất cả các pháp tướng khác hàng căn ấy, yeah. là hàng căn thấp ấy, là không được chứng minh. Không yeah. được chứng minh thì không bao giờ làm được các cái việc Phật sự lớn được. Yeah. Đây là những hàng căn lớn là phải làm, yeah. phải làm việc lớn, yeah. chứ không phải là cái việc để lo cho mình nữa. Đây là cái góc đạo nha. Mà mình phải lo cái việc lớn mà bổ sơn kỳ hương của thầy cũng tại đây luôn. Dạ. Đó. Mình là lộ rồi đó. Lộ ha, chứ bà lộ. Ăn chắc bốn chữ bổ sơn kỳ hương của thầy cũng đây luôn, xác định ở đây luôn. Dạ dạ. Là hôm nay chú bà tiết lộ luôn. Tiết lộ rồi đó. Dạ. Chỉ việc đến thời kỳ giờ. Là bây giờ là thầy tổ là ở đây. Yeah. Thầy tổ là phần linh ấy, là yeah. chứng minh cho ở đây. Yeah. Còn tất cả các pháp tướng khác hàng căn ấy, yeah. là hàng căn thấp ấy, là không được chứng minh. Không yeah. được chứng minh thì không bao giờ làm được các cái việc Phật sự lớn được. Yeah. Đây là những hàng căn lớn là phải làm, yeah. phải làm việc lớn, yeah. chứ không phải là cái việc để lo cho mình nữa. Đây là cái góc đạo nha. Mà mình phải lo cái việc lớn mà bổ sơn kỳ hương của thầy cũng tại đây luôn. Dạ. Yeah. Đó. Mình là lộ rồi đó. Lộ ha, chứ bà lộ nha. Ăn chắc bốn chữ bổ sơn kỳ hương của thầy cũng đây luôn, xác định ở đây luôn. Dạ yeah, dạ. Yeah. Là hôm nay chú bà tiết lộ luôn. Tiết lộ rồi đó. Dạ. Chỉ việc đến thời kỳ giờ. Dạ dạ. Chứ hôm nào giờ không biết tôi đâu, tôi ăn mặc vậy đó. Đâu có biết như cùi bắp vậy đi những phái đàn đồng đạo này kia đó là hỏi tôi. Tôi nói thôi cô bác có phần đồng đạo đi cầu nguyện thì kiếm phước đức, mà tôi thấy bây giờ tôi, nếu hỏi tôi xin tôi nói một điều. Bây giờ cô bác ơi, đi cầu nguyện mà không có hòa đồng cùng nhân loại. Nhân là người, loại là các loại côn trùng thảo mộc. Mà bây giờ cô bác đi chơi, đi cầu nguyện cầu an mà sao tôi thấy qua đồng hòa với ai chơi thì càng làm sao tôi vô cầu nguyện, bởi tôi đi đâu quần xà đón á cục tay à. Dạ. Yeah. Cho nên người ta nhìn người ta cũng thấy hơi phản cảm á chứ ba ha. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, thấy người đạo gì đâu mặc đồ thấy lẹt xẹt quá hả. Ờ. Không có tiên phong đạo cốt vậy chứ ba. Ờ, mà hỏi tôi trả lời. Dạ. Yeah. Ngó qua ngó lại thấy ổng vậy mà ổng trả lời. Dạ. Có pháp trong mà mình học thêm nữa rồi. Đó bây giờ có hòa đồng nhân lại đâu. Đi vậy ca cao người khắp tranh với nhau. Đó thì cái bữa đó đó chú Dũng rồi đây quay phim tôi cũng nói. Tôi nói bây giờ xin lỗi mà nói mấy chú. Dạ. Bây giờ mấy chú có tiền có bạc mà cửa hàng bán cũng là điều đủ khắp nơi có đủ hết. Mà khi nào cửa hàng nào có mở ra mà bán phước đức đâu. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì cái phước đức này do nên mình tạo mới được có tiền, rồi mình phải giữ được có tài, phải giữ được cái đức. Dạ. Thì mình phải trả thân làm phước thôi. Dạ. Cái người khổ dưới đất mình phải nâng lên. Dạ. Đó. Thì bữa đó mấy chú đó vỗ tay nói ông ba nó quá hay. Dạ. Mà từ nào đi khắp nơi cũng không ai mà nói như ông ba. Dạ. Đó. Thì tâm niệm của chú cũng nói vậy đó. Chú nào nhắc xin vậy là chú nhắc cái này ngoài sách vở trong giáo lý của thầy. Bị gì quá cặn rồi chú phải cạn lời luôn. Dạ. Đó. Cái lời chú nói là cạn hết rồi. Dạ thì sẵn đây cũng chú ba cũng chia sẻ. Bây giờ ví dụ như bây giờ tình hình hiện giờ dịch bệnh đang tràn lan khắp nơi như vậy đó. Dạ, trên cả thế giới và riêng đất nước Việt Nam của chúng ta thì cũng đang lo lắng về phòng chống dịch cũng rất là nhiều. Thì nói về mặt khoa học thì chúng ta đề phòng bằng cái cách như là bịt khẩu trang hay hoặc là tránh chỗ đông người hay hoặc là tiếp xúc những cái đồ giặt thì mình phải khử trùng. Thì cái đó là về mặt khoa học. Còn nếu về mặt tâm linh thì chú ba có cái lời khuyên nào để cho bà con chúng ta giống như là đề phòng hay hoặc là có cách nào để giải nghiệp, giải được mình, tự mình giải mình. Dạ. Đó thì mình niệm Phật thì phải tan chiến nghiệp tâm linh này đó thì cũng đâu. Do nó cũng trong bầu trời cũng quả địa trò cầu thì cũng bình tĩnh trời cũng chẳng. Mà bởi vì mình đây là mình nhẹ, mình được có phần tu nhiều. Còn các nước có tu hay thì nhiều. Còn mình thì mình chưa có bị. Đất nước Việt Nam mình nằm cái chân ấy uống. Mình tỉnh, mình niệm, tâm niệm. Thì cái
tan chiến nghiệp thì mình đâu có lãnh, bởi vì ông Phật ông cũng có để tu cầu chống hết binh đao. Yeah. Gặp đời bình tĩ biết bao thanh nhà, mà thanh nhà mình tu mà không chống được cái bệnh của mình thì bệnh này là binh đao binh trần nó, thì mình có được cái phước đức, thì cho nên cái nghiệp mình nó không có dướng vào. Dạ. Đó, tôi cũng có bao nhiêu lời tôi nhắc đó. Dạ, coi như là bà con cũng nên tạo cái phước báo. Dạ. Và phải lo tu tập, lo niệm Phật. Niệm Phật. Để mà tránh được cái bệnh trời hả chú bà? Cái đó. Bệnh này là bệnh trời hả chú bà? Bệnh trời ạ. Giống như Đức Thầy nói là dương trần sắp chướng bệnh trời từ đây hả chú bà? À, bệnh trời đó. Dương dạ. Chứ nếu mà bệnh mà thường thì người ta đã điều trị đã dứt lâu rồi chứ ba, cái này nó kéo dài hoài, nó cứ lan tràn hết này tới kia hoài. Minh trời. Dạ. Là chỉ có cách giải nghiệp là chúng ta làm lành đánh dữ, ăn chay niệm Phật, cúng lại được kia. Cúng lại mà mình cái gì mình làm cũng phải lo dạ dày bước đầu tiên, chứ đừng nói không lo dạ dày rồi đói cũng không được. Bởi vì mình thầy cũng có để, dầu bữa nay mình có chết mà còn ngày mai chết, bữa nay mình giỏi chẳng bằng, mà cái đường tâm đạo mình cũng phải lo, mình niệm Phật, mình đẳng độ mình. Dạ. Yeah. Phước đức thì cái gì đức trọng người gửi thần kinh, thì mình có đức có phước là qua dám đụng đập vào mình. Dạ. Yeah. Đó. Thì bây giờ chú cũng nói rõ luôn, giờ quá cạn rồi thì chú cũng nói rõ rồi, còn bệnh đó thì chú không phải nói. Nhưng mà đau thì nói dịch cúm này kia, mà chú không phải chú tự cao tự trọng, nếu là tới chú giàu cỡ nào thì chú cũng phải giúp được, thì chú có khuyên lên về con đường đạo đức, đường tu, đường hành đạo, ngầu tịnh. Dạ. Thì từ từ bệnh cũng hết. Bởi vì chú nhận cái mạng đây là cũng thiên giờ với mẫu rồi, với các hạng đức Phật hết rồi. Dạ. Thì đến đây thì chú cầm cái gốc thì giàu cái gì nữa. Ở trên cha với mẫu thì cũng dòm lại cũng nghĩ chú, ở chú cũng nguyện xin lên. Thì chú đã dìu dắt những cái phần này để lo hành đạo lên đường đạo đức, tâm ngay thẳng người mạnh được mới làm phước được đó. Thì chú cũng nói thiệt như vậy, bởi vì chú mần là bá bệnh như vậy đó, tâm mà được rồi đó thì chú cứu được. Dạ. Yeah. Cái căn là cứu còn được, còn đến số thầy cũng không nổi, chú cũng không nổi. Căn thì có được nhưng mà quả là thua hả chú ba? Quả là thua. Dạ. Yeah. Quả là thua. Giống như sư huynh đây là giống như là sư huynh là cũng bị căng đó chứ bà. Căng. Cái dài là nó cứ ê nhất của bà chứ huynh á. Cái căn mà... nghiệp mà nó làm tôi là rất là lâu rồi đó. Dạ. Yeah. Khoảng bao nhiêu năm mà sư huynh? Khoảng bao nhiêu năm rồi? Nó khoảng tầm hơn chục năm á. Hơn chục năm. Tôi ngoài 20 tuổi là cũng là khi tôi vào đạo là tôi dính trưởng luôn đó. Dạ. Yeah. Dính luôn cái nghiệp này đến bây giờ nó mới thực sự giải được nó. Dạ, yeah, cũng là đúng cái đi đủ, đeo đuổi mình luôn á. Đủ duyên gặp chú ba. Đủ duyên. Dạ. Thì thưa chú ba, cũng có nhiều bà con chắc có lẽ là những vị này lại cũng là những vị bên phần căn hoặc là những vị bên vô vi. À. Thì có nói với con như thế này, khi xem được cái tấm sắc chú ba đó. À. Thì các vị đó có nói là những cái phần mà bị mà phần bệnh âm ha. Ừ. Là chú ba có thể dùng cái lá sắc đó là trị cho người ta được đó. Được. Nhưng mà không biết nào giờ chú ba có sử dụng cái lá sắc đó trị về phần âm chưa? Không có, phần âm chú ba trị bằng tôi dùng hai bàn tay. Hai bàn tay. À. À. Lá sắc không hở được. Dạ vậy ha. Dạ, tại vì có người nói là nếu mà chú ba mà cái phần mà ma nhập hay vật gì đó tới mà gặp cái lá gặp rồi ngầu khóc nó sợ mà gặp nó lại sắc, luôn gặp cái lá sắc của chú ba mà cái là coi như chú ba ngầu dày luôn chứ khỏi cần cái lá sắc. Dạ. Lại nó khóc nó nỉ nó lại nó khóc nó la luôn đó. Dạ dạ. Từ nào giờ đó là chú ba nào giờ là có khả năng luôn hả? Ờ. Dạ. Mà tôi đâu có giết người ta lỡ lẩu rồi thì tôi khuyên. Mình chỉ khuyên thôi, mình chỉ khuyên rồi bây giờ bên trong quan bên đức vận ban ngũ hành tôi nguyện gì thì đó, ngày nay ngày mấy có mấy tên này họ gì rồi nhờ các ngài vô dắt muốn ở trên núi ở chỗ nào ở đình ở chùa chỗ nào mới có phần du di mới lợi trình. Dạ. Mới gửi những cái phần hồn này tên gì họ gì bao nhiêu người ở đây tu vậy, chú làm luôn cái ngày đó được, làm sức ra rồi là khuyên những phần đó chứ không có bắt giết như thầy pháp được. Dạ. Bởi vì người ta làm đổ người ta chết quan cái đất người ta, còn mình giết cái nữa mình lẩu dữ lắm. Đúng rồi, mình ép mình bắt ta nữa, mình mang thêm cái nghiệp nữa, mang thêm cái nghiệp nữa, bởi nó làm phước mà có phước, làm phước mà mang cái tội. Dạ. Nó bữa nay chú nói rõ là chú từ hồi nào giờ đó cái chuyện đó lâu lắm rồi. Dạ. Còn trai tới giờ là
bởi cái phần mà cái gì thì ra cái nấy à. Còn người ta thì thầy phù pháp lập chặn lập này lập kia. Bác, bởi chú không có. Dạ. Yeah. Không có. Để chú mang cái xác lệnh đó từ lâu rồi. Dạ. Yeah. Đó. Đặc biệt là chú ba có một cái cọng rau tài nè, đây nè, cọng rau tài dài đó. Lắm, tôi như vậy nè, tôi nhổ đó, dài đó đây nè, nhổ rồi cái đau gì hả, rồi cắt lại nó ra dài lắm, tôi cắt rồi mấy đợt rồi nè, chúng ta ra tới này nữa nè, cọng rau tài đó, bởi đó có cọng rau tài là phải có tài. Cắt mới cắt nè, mới cắt hôm nay nè, giờ ra ba dài nữa nè. Cắt sát lên vậy nó ra mau dữ lắm. Dạ con trời ơi, đây pháp hai hai cuốn giáo lý thì dần giáo lý toàn bộ, giáo lý toàn bộ bốn cuốn thì trò phải nhận pháp ở ngoài không có, nhưng mà phải về tới đây. Yeah. Đây cũng phải dơ cái pháp về ngoài. Yeah. Rồi làm xong rồi cũng phải gửi trở về đây cái gốc. Để tỉnh pháp luôn hả chú bà ha? Tỉnh pháp luôn. Tỉnh pháp thầy luôn ha? Pháp thầy luôn. Yeah. Hội đủ nhân viên rồi hả chú Bình á? Hội đủ nhân viên rồi, đủ nhân viên rồi. Theo đúng bề trên mách bảo cho tôi thì tôi cũng về đây là thỉnh cái pháp của thầy của tổ rồi. Dạ. Yeah. Tôi về đấy ở ngoài Bắc, tôi làm thật sự ở ngoài Bắc. Dạ. Yeah. Theo đúng cái dòng và cái tâm nguyện của mình. Thì đây là cái pháp là chỉ có ở đây thì vẫn còn, cho nên là trên mắt cho tôi là phải về đây. Đúng. Yeah. Như cái đường điển ở trên xuống nhá. Dạ dạ dạ. Không phải là chú Quân lấy ra cho để coi ra. Đến lúc là phải thấy, phải đến là phải đến thì cũng đến rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ là tôi không phải đi đâu nữa. Đây thì đây. Mà nó trọn vẹn rồi, về để tôi gây dựng lại cái giáo pháp của thầy của tổ luôn nhé. Đây là cái quyển sưu tập thiên nhân giáo lý đó. Của đức thầy. Đấy, quyển này là hướng cho tôi là về đây để lấy đó. Cái quyển này là rất là lâu rồi chú ba ha. Lâu à. Cổ xưa lắm mà. Đây là điển cho tôi về đây. Để coi cái năm mấy đây. Năm 1947 thôi giờ. À. Ồ, thầy đó. Cái cuốn này là cổ luôn à. Ừ. Cổ rồi nha. Tôi trực tiếp phải về đây đó. Vậy hả? Vì năm 1947 là bây giờ là đã 60 mấy năm rồi. Thôi. 47 bây giờ 2021 là nhiêu năm ta? Bảy mấy năm rồi. Bảy mấy năm rồi. Tôi nguyện tôi đi tìm là thầy dẫn tôi về tận đây luôn đó. Vậy hả? Dạ là thầy nha, anh về là anh phải tìm gặp được cái giáo lý này của đức thầy hả? Đó. Dạ. Thầy dẫn tôi về đó. Không phải là đi tìm nữa. Dạ dạ dạ, gửi này nữa gì nữa. Đây là cũng toàn bộ bốn cuốn. À cũng thầy luôn. Bốn cuốn. Cái này thi dân gì giáo lý toàn bộ bốn cuốn. Dạ là cũng cổ gì luôn đó hả? À, cổ luôn ạ. À. Thầy dẫn tôi về đây lấy đó. Vậy là huynh nhận được cái điển của bề trên thầy đó. Thầy dẫn tôi đi đó. Đức thầy dẫn huynh đi hả? Đúng rồi đó. Là dẫn huynh đi về đây để mà thọ pháp hai cái cuốn này. Thọ pháp để về để dựng lại chánh pháp để gây dựng ở ngoài Bắc đó. Ngoài Bắc. Dạ. Thì đến lúc phải làm rồi. Dạ, phải dạ. Dẫn tôi đi phải đến lúc cần đến là phải đến rồi. Vậy là coi như nguyên là huynh cũng có một cái nhân duyên với đại thầy. Nhân duyên với thầy với cả tổ luôn đó. Dạ dạ dạ. Là huynh nằm mộng hay sao, huynh mình mộng thấy hay sao? Tôi thì có duyên với cả bên dòng pháp của thầy tổ. Dạ. Nhưng ngoài Bắc là giống như rất là đơn điệu. Dạ. Tôi nguyện cầu pháp ra đó. Dạ. Yeah. Tôi nguyện cầu pháp ra đó thì trên ứng cho tôi dẫn theo cái đường nguyện đó thì đi theo để cho nó đúng. Đúng thì nhận ra bằng cái nào? Bằng qua cái nguyện. Dạ. Yeah. Giữa hai thầy trò cảm ứng với nhau. Về cái tâm linh thì nhận ra nhau thôi. Dạ dạ dạ. Rồi vậy thì chiếu mạng hai. Ở dưới là gì nữa? Dưới là gì nữa? Chiếu mạng và cho trách nhiệm của tôi. Ở đâu dạ dạ. Nhận ra mới coi. Không đạo quên thầy. À đó. Cái này là vai trò mà trách nhiệm của 12 ông đạo. À. Dạ. Yeah. Bây giờ là tôi phải nhận lãnh thọ pháp để yeah. mang ra ngoài Bắc á. Mang về Bắc để mà mình truyền pháp của thầy á anh ha. Đúng rồi đó. Ừ. Vậy là huynh gây dựng lại đó. Huynh nhận được cái quyền gì là phải thầy phải dẫn huynh về đây. Dẫn để tôi ra ngoài thọ cái pháp mà là của pháp của thầy. Đúng của thầy luôn á. À để đem về ngoài để mà huynh truyền thừa giáo pháp ha. Đúng rồi đó. Yeah. Tôi nhận trên là làm việc gây dựng lại và in ấn lại cái sách của thầy này để phụ trì và tạo duyên ở ngoài Bắc. Yeah. Đó là cái đúng là cái nguyện của tôi, thầy tổ là ứng cho tôi làm việc đó. Dạ dạ dạ. Rồi. Làm sao anh có được hai cuốn sách đấy? Thì tôi về đây tôi thọ của chú ba, sách này là của nhà chú ba. Trên dẫn tôi về đây là vì lệnh của thầy là được truyền từ trên xuống qua sắc lệnh. Yeah. Thì tôi là người đã đến đấy nhận qua cái sắc lệnh đó, biết là ở đây là thầy tổ ở đây. Yeah.
không ở đâu khác nữa, tại vì tôi đi rất nhiều rồi, là chỗ nào cũng là không hết à, không đủ thì không nhận được cái gì cả. Cho nên là vẫn cứ đi rồi lại về tay không bao nhiêu năm rồi. Tức là cái sự chứng minh, nó phải có cái chứng minh tâm linh là qua cái điển hướng về cái sắc lệnh nhá. Nhận ra là nhận ra qua cái sắc lệnh, còn giáo lý in ấn thì rất là nhiều. Đó, còn cái tâm thì nó chỉ có một thôi. Giữa thầy với trò, trên dưới nó chỉ một thôi. Không bao giờ có hai được. Đó. Cho nó không chạy đi đâu được cả. Cái như là cái ý Quỳnh ấy thì những cái quyển sách thi văn giáo lý này là in ấn ngoài rất là nhiều, mình có thể mình đi thỉnh cũng được, nhưng mà Huynh nhận cái điển đặc biệt là về đây thỉnh hai cái quyển sách cổ này, đúng không? Đúng rồi. Để mà đem ngoài tự Huynh sẽ in ấn ra, Huynh sẽ truyền thừa. Mình sẽ in ấn cái này để làm cái pháp bảo ngoài đó phát triển. Dạ dạ. Các cái pháp bảo của thầy là phải được gây dựng ở ngoài đó. Dạ dạ. Theo đúng cái đường nguyện và đến bây giờ nó đến rồi, tôi phải thi hành thôi. Dạ dạ. Rồi. Thì Tiến Dũng cũng cầu chúc cho sư huynh mình luôn luôn có được một cái sức khỏe tốt, thân tâm luôn an lạc, và để hành trì cái giáo pháp của tổ thầy rồi, để cho được vang xa hơn. Như Đức thầy thường nói là ước mong thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con thiên hé miệng cười ha, sư huynh ha. Dạ. Hay hoặc là khắp thế giới liên dây hòa hảo ha. Dạ. Hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, chúc cho sư huynh luôn luôn giữ sức khỏe và nhận được cái tâm pháp của thầy mà hoàn thành cái sứ mạng của cái thời Hạ Quang Phật pháp nha. Dạ. Dạ, xin kính chào sư huynh. Dạ, con cũng xin cảm ơn chú Ba đã nhân chút thời gian để mà tiếp đón con cháu và chia sẻ những cái phần vô vi về tâm linh. Cũng cầu chúc cho chú Ba mình luôn luôn giữ sức khỏe nha. Dạ, có một cái dịp gần đây con sẽ trở lại thăm chú Ba. Dạ, xin kính chào chú Ba. Vâng, và Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị nha. Và kính chúc cho quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, tăng tâm an lạc, và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo của YouTube Tiến Dũng Nhu Cầu Nhân Ái. Vâng, xin chào tạm biệt.